Kinh văn. Nếu có thể xa lìa các duyên hòa hợp và không hòa hợp, thì diệt trừ được các nhân sinh tử. Đó chính là tánh giác ngộ tròn đầy, không sinh, không diệt. Chính là chân tâm bản giác thanh tịnh thường trú. Giảng. Văn trên đã nói về y báo và chánh báo. Y báo là núi sông, đất bằng, nhà cửa, lầu cát, phòng xá. Chính báo là thân người. Y báo thì phải chịu trải qua các tiến trình thành, trụ, hoại, không. Chánh báo thì phải trải qua các tiến trình sinh, lão, bệnh, tử. Thế nào là thành trụ hoại không? Trong thế giới này, một lần tăng, một lần giảm được gọi là một kiếp. Khi mạng sống của con người đạt đến đỉnh cao nhất là 84.000 năm. Cứ 100 năm, chiều cao của con người sẽ giảm trung bình mỗi năm 1 inch, và mạng sống của con người giảm mỗi năm trung bình 1 tuổi. Tiếp tục giảm như thế cho đến khi mạng sống của con người chỉ còn 10 tuổi, rồi tiếp tục tăng lại cho đến khi 84.000 tuổi. Đó được gọi là một kiếp. 1.000 kiếp là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Giai đoạn hình thành thế giới mất 20 tiểu kiếp, giai đoạn trụ kéo dài 20 tiểu kiếp, giai đoạn hoại 20 tiểu kiếp, giai đoạn không 20 tiểu kiếp. Đó có nghĩa là tiến trình thành trụ hoại không. 20 tiểu kiếp thành là một trung kiếp. 20 tiểu kiếp trụ là một trung kiếp. 20 tiểu kiếp hoại là một trung kiếp. 20 tiểu kiếp không là một trung kiếp. Thế là tất cả 20 tiểu kiếp của các tiến trình thành trụ hoại không tạo thành 4 trung kiếp. Gom lại 4 trung kiếp là một đại kiếp. Đối với chánh báo thì trải qua các tiến trình sinh, lão, bệnh, tử. Con người cần 20 năm để sinh ra lớn lên, 20 năm để học tập trưởng thành, 20 năm bệnh và già yếu, 20 sau cùng họ tiến dần đến cái chết. Có hai loại sinh tử, phần đoạn sinh tử, sự sống chết, sinh diệt của xác thân, và biến dịch sinh tử. Thuật ngữ phần đoạn sinh tử xuất phát từ thực tế là mỗi người đều có một thọ mạng riêng và mỗi người có một thân tướng khác nhau. Chẳng hạn, chiều cao của quý vị có thể là 5 feet 6 inch. Và chiều cao của tôi là 5 feet 9 inch. Trong khi người khác thì cao 3 feet. Mọi người đều có một thân tướng khác nhau. Hàng phàm phu là đối tượng của phần đoạn sinh tử. Các vị thuộc hàng nhị thừa, thanh văn, duyên giác đã chấm dứt được phần đoạn sinh tử, nhưng họ vẫn còn trong dòng biến dịch sinh tử. Thế nào là biến dịch sinh tử? Có nghĩa là niệm này kế tiếp niệm khác, sinh khởi mãi không dừng. Niệm niệm kế tiếp sinh khởi, niệm niệm kế tiếp hoại diệt. Nhân của sinh tử chính là vô minh, duyên của sinh tử chính là nghiệp tức. Khi nhân vô minh và duyên nghiệp tức này hòa hợp với nhau thì có sinh tử. Như Đức Phật dạy trong kinh này, nếu có thể xa lìa các duyên hòa hợp, sự hòa hợp của nhân vô minh và duyên nghiệp tức, và không hòa hợp, sự kết hợp của bất kỳ các nhân duyên không hòa hợp, thì diệt trừ được các nhân sinh tử.
Khi ấy quý vị thoát khỏi phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Đó chính là tánh giác ngộ tròn đầy, không sinh, không diệt. Khi xa lìa sạch mọi nguyên nhân sinh tử, thì quý vị đạt được quả niết bàn di diệu, tánh giác ngộ tròn đầy, không sinh, không diệt. Chính là chân tâm bản giác thanh tịnh thường trú. Đó chính là chân tâm, là bản tánh giác ngộ thường trú, không sinh, không diệt, nghĩa là tự tánh. Ha ha ha, 问什么的说呵。